kính chào quý khách ờ, rất nhiều quý khách hỏi là súng phun sơn dùng cái loại dùng khí để xé nó có nhiều loại không khi mua hàng mà rất khó để biết là à mua cho nó đúng loại hôm nay tay sun sẽ giới thiệu cho quý khách cách để phân biệt giữa các loại ở trên thế giới cái dòng dùng khí để xé tất cả các quốc gia luôn thì nó chỉ có ba cái loại súng phun sơn nó ba dạng như sau cái thứ nhất là súng phun cốc trên cốc trên nghĩa là cốc nó nằm ở phía trên khẩu súng hoặc là cốc nó ở giữa khẩu súng cũng là cốc trên cái gọi này là một loại là súng cốc ở bên cạnh còn một loại là cốc chính giữa cốc bên cạnh thì người ta dễ thao tác hơn là và nữa là đặt xuống đế đế đất thì không sẽ bị đổ sơn còn cốc trên là dành cho những cái cái súng lớn thì thường sử dụng cốc trên có một số ý kiến thì cho rằng là súng cốc trên sơn nó xuống đều hơn bắn đẹp hơn có một số ý kiến là cốc bên cạnh sườn dễ thao tác hơn và nhất là không cần về giá đỡ cũng có thể để được cái súng xuống đấy là ý kiến của mỗi người thôi còn hãng người ta sẽ sản xuất cả hai loại luôn và ở Việt Nam thì cái loại súng cốc cạnh sườn là phổ biến hơn là cốc chính giữa đấy là súng cốc trên Uh, cốc trên thì nó, nó sẽ có dung tích dung tích của cái cốc là 400 ml hoặc là 600 ml to nhất là công chính giữa này là là 600 nhưng còn nếu mà cốc dưới thì nó lại có nhiều loại cốc dưới thì sẽ được được nhiều sơn hơn cốc dưới đây đây là cốc dưới tức là cốc phía dưới khẩu súng dưới khẩu súng thì như cái cốc đây là 600 ml có cái 700 có cái một lít tức là cốc dưới thì nó sẽ được được nhiều hơn và người ta gọi là cốc dưới bởi vì là nó cốc nó ở phía dưới khẩu súng và chờ, sơn của nó sẽ được hút từ dưới lên trên ngoài cốc dưới thì nó nó sẽ có là cái súng gọi là súng áp lực áp lực nghĩa là nó không dùng cái cốc không dùng cốc thế người ta dùng như thế nào người ta sẽ gắn với bơm sơn hoặc nổi trộn Ví dụ đây là một cái bơm sơn của ta, Thì thay vì người ta gắn cốc Thì người ta sẽ gắn cái đường gõng sơn ở đây 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 là chính là súng áp lực Súng là áp lực chuyên dụng của nó thì Gắn cốc kia Gắn thì gắn được nhưng nó không tự hút là Nó có sự khác nhau Ở cái nắp chụp bao giờ nó cũng có thêm cái vầng trăng khuyết Nên là quý khách nên lưu ý là nhìn cái súng thì khá giống nhau cùng là ở cái ngõng ở phía dưới nhưng có một loại là súng cốc dưới và một loại là súng âm lực súng âm lực thì không thể gắn được cốc vào cắn gắn cốc vào nó không bắn được nó không có khả năng hút lên hoặc là hút nên nó không đủ độ xòe nó bắn rất dở còn loại khác thì nếu mà súng cốc dưới thì lại gắn sang súng âm lực cũng ok nó không vấn đề gì cả nhưng là để đảm bảo độ tươi mịn tối đa thì nó có thêm cái vầng trao khuyết này thì ở bên súng cốc dưới thì sẽ không có đây là súng cốc dưới một súng áp lực thêm thêm vầng trao khuyết này còn những cái lỗ khác thì nó sẽ xếp một hàng dài từ trái qua phải nó sẽ không có cái hàng thứ hai còn loại này nó ngoài cái một hàng thẳng từ trái sang phải nó sẽ có hai lỗ ở phía trên bên dưới nên là đấy là súng âm lực là như thế. Còn bây giờ nếu mà người ta hỏi là tôi là gắn súng âm lực mà tôi tôi gắn một cái ống để hút từ dưới lên trên giống như các công ty của Hàn Quốc hoặc Trung Quốc thì có được không? Ví dụ đây là một cái ống mà người ta có thể dẫn từ trên xuống dưới hoặc là hút từ dưới lên trên thế là gắn vào súng âm lực có được không? không hiệu quả và hầu hết là không bắn được. Còn một số cái bắn được thì độ xòe của nó không đạt được. Nhưng nếu mà gắn cái ngõng này vào cho súng công dưới thì hoàn toàn gắn được bình thường. Và đây nó vẫn là là công là dạng hút từ dưới lên trên. Đây là dạng hút từ dưới lên trên là như như này. Và trong tiếng Anh thì nó sẽ sẽ phân thành ba loại. Cái thư cái cốc trên thì tất cả là nó sẽ thường cái model nó sẽ thường có chữ G. G là gravity là cốc trên. Còn nếu mà cốc dưới thì nó sẽ là có chữ S. S là suction là tiếng Anh của nó, nó là nghĩa là hút, hút từ dưới lên trên. Còn P, P là pressure là áp lực. Áp lực là nghĩa là nó phải có áp lực sơn từ cái bơm sơn hoặc nồi trộn đẩy vào trong đây, nó là một đường sơn đẩy vào đây, người ta gọi là áp lực, áp lực chính là áp lực sơn chứ không liên quan đến áp lực hơi đâu nhé nên là dẫn từ bơm sơn thắng vào đây và người ta dùng cho nhà máy người ta bắn liên tục liên tục chứ còn không về một lúc đổ sơn vào cốc, một lúc đổ sơn vào cốc thì nó rất mất thời gian. À, khi mà người ta dùng lượng sơn một ngày Đối với một súng là người ta dùng từ 15 lít trở lên thì bắt đầu người ta sẽ nghĩ đến người ta dùng bơm sơn hoặc nồi trộn, người ta đầy sơn lên súng và bắn liên tục chứ người ta không có thời gian đâu mà lúc lại đổ sơn vào cốc, lúc đổ sơn vào cốc. Thứ nhất là, là mang cái cốc nó nặng hơn. Cái thứ hai là rất mất thời gian và khi mà người ta mà lúc đổ như thế, lúc đổ như thế là nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng là cái sơn nó nó không đều về màu sắc. Một lúc này anh, anh pha màu khác sau nút khác lại pha màu khác nhau cứ pha đổ pha đổ như thế là sẽ dễ đến lệch màu trong khi đó người ta pha một lần và người ta bắn liên tục thì nó sẽ tốt hơn đấy là ba loại vậy thì ngoài cái yếu tố là mình xem là nó là một trong ba loại uh, cúc trên cung dưới hay áp lực thì khi mà cung cấp thông tin cho cái nhà cung cấp thì mình sẽ báo luôn là lỗ phun bao nhiêu lỗ full thì hiện nay 95 phần trăm là sẽ ghi ở cái bếp ở cái bếp này nó sẽ đánh số là lỗ full bao nhiêu ví dụ ở đây là lỗ full 1.5 nó đánh 1 năm nó ghi 1 năm đây trong khi đó một cái một số rất ít là nó sẽ ghi ở nắp chụp ngoài cái yếu tố đấy thì khi mà quý khách cần quý khách cẩn thận hơn thì sẽ chụp cái nắp chụp để chụp cái nắp chụp lý giòn là để cho nhà cung cấp xem xem à nó là súng áp lực hay là súng cốc bởi vì nó có vầng trong khuyết hay không cái thứ hai là mình sẽ chọn được cái loại mà độ xòe nó phù hợp ví dụ như mỗi bên lỗ có một mỗi bên tai có một lỗ, lỗ khí để xét tơi dung dịch độ không phải mà độ điều chỉnh độ xòe thì mỗi bên tai nó có một lỗ thì độ xòe nó nhỏ nhưng là mỗi bên tai nó có hai lỗ thì độ xòe nó sẽ lớn hơn nên cái độ nên là khi chụp này sẽ nhìn được cái cái tai này cùng một lỗ phun ví dụ cùng một lỗ phun 1.5 thì cái loại mà mỗi bên có một tai khác mà mỗi bên có hai mỗi bên tai có 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 có, có một lỗ khác mà hai lỗ này khác nhau nên là quý khách để ý là chọn thứ nhất là chọn dạng cốc trên cốc dưới hẹm được cái thứ hai là lỗ phun nó sẽ ghi trên bếp là bao nhiêu cái thứ ba là chụp cho cái nắp chụp này là là sẽ mua chính xác 100 trăm cái loại mà uh, đang uh, đang cần mua Cảm ơn quý khách đã theo dõi